Đây thì mình thấy rằng là ở trên TikTok rất rầm rộ với những sản phẩm đến từ nhà Mi Natural. Cái sản phẩm mà mình đang có trên tay chắc chắn là cái sản phẩm mà mọi người quan tâm rất là nhiều, đó chính là sản phẩm thảo mộc tắm trắng nhau thai cừu. Mọi người sẽ pha cùng với sữa chua hoặc sữa tươi không đường, trộn lên thành một cái hỗn hợp và sau đấy sẽ thoa lên da, massage trong vòng từ 10 đến 15 phút và sử dụng một tuần từ 2 đến 3 lần. Vì nó là một cái hỗn hợp rất là mịn cho nên cái khả năng tẩy da chết của nó sẽ không tốt, nó sẽ không làm sạch da và mịn màng da giống như những cái sản phẩm tẩy da chết chuyên dụng nha mọi người. Sau khi massage và thoa đều lên trên da trong vòng khoảng tầm từ 10 đến 15 phút và xả sạch lại với nước thì mọi người sẽ thấy rằng sản phẩm này không có công dụng nâng tông da tức thì. Đối với cái thời tiết hanh khô như thế này, sau khi mà tắm cái sản phẩm bột tắm trắng nhau thay cừu này thì cái da của mình nó có hiện tượng hơi châm chích và ngứa nhẹ, cứ kiểu ngứa dần dần ở trên da sau khi tắm xong. Để đánh giá tổng quan về sản phẩm thảo mộc tắm trắng nhau thay cừu đến từ nhà Mi Group ấy, thì đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm nhé. Kết cấu bột của sản phẩm này khá là mịn, có khả năng tẩy da chết cực kỳ nhẹ nhàng ở trên da chứ không phải là quá tốt. Có thành phần thiên nhiên lành tính, không gây kích ứng da và sau khi tắm xong thì có hiệu quả làm mịn da khá là nhẹ nhàng. Còn về nhược điểm ấy, thì cái công dụng làm trắng da của sản phẩm này không hề rõ ràng, cũng không có công dụng dưỡng ẩm ở trên da sau khi tắm xong. Đối với quan điểm cá nhân mình thì mình thấy hơi khô da nhẹ. Mùi hương sản phẩm thì là một cái mùi thảo mộc hơi hắc và đắng. Bên cạnh đó cái bao bì của sản phẩm thì không tiện lợi cho lắm và khó bảo quản. Và nếu như mọi người hỏi mình có muốn tiếp tục sử dụng và mua lại không thì mình nghĩ là không nhá. Theo đó sẽ là một cái bộ đôi mà mình nghĩ rằng cực kỳ rầm rộ, chính là cái bộ đôi sữa tắm và xịt thảo mộc viêm năng lông. Đầu tiên thì mình sẽ review chi tiết về sản phẩm sữa tắm viêm năng lông này nhé. Sản phẩm này thì có giá thành là 265.000 cho dung tích là 500ml. Chất sản phẩm ở phía bên trong thì có dạng gel màu nâu sẫm và khi thoa cái sản phẩm này ra tay thì mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ có lượn cợn những cái hạt li ti màu đen. Về mùi hương ấy thì mình thấy rằng đây là một cái mùi hương liệu khá là nồng. Mình cũng đã thử sử dụng lên trên da, sản phẩm này tạo bọt không quá tốt. Sau khi test thử cái sản phẩm này thì mình thấy rằng đơn giản đây chỉ là một sản phẩm làm sạch với một bảng thành phần khá là đơn giản. Nó sẽ có công dụng chính là làm sạch da với cái độ pH rất là phù hợp, tắm xong sẽ không gây khô da. Tuy nhiên đối với một cái sản phẩm chỉ đơn thuần có công dụng là làm sạch ở trên da, không có quá nhiều công dụng để cải thiện tình trạng viêm năng lông, thì mình nghĩ rằng mọi người có thể lựa chọn sang những cái sản phẩm sữa tắm khác. Nhưng mà đây cũng là một cái sản phẩm mà theo quan điểm cá nhân mình là có thể sử dụng được nha mọi người. Thì tiếp theo đó sẽ là cái sản phẩm chai xịt thảo mộc viêm năng lông. Chai mà mình đang có trên tay với dung tích là 50ml thì sẽ có giá thành là 230.000. Chất của cái sản phẩm này thì lỏng như nước, có màu vàng tươi. Mùi hương của sản phẩm này thì nó rất là nồng, mùi rượu cực kỳ hắc luôn. Thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này lên, mọi người sẽ có cảm giác châm chích và sót. Thành phần rượu hay còn gọi là cồn ở trong cái sản phẩm này khi bôi lên da thì nó sẽ làm cho da của mọi người bị mất nước, bởi vì cồn ấy thì có đặc tính bay hơi và nó sẽ mang đi cái lượng ẩm tự nhiên ở trên da. Sau hơn 2 tháng liên tục sử dụng cả hai cái sản phẩm là sữa tắm và xịt viêm năng lông này thì bạn ấy có thể lại với mình rằng là gần như cái tình trạng viêm năng lông ở trên da của bạn ấy không có dấu hiệu tiến triển gì cả. Bạn ấy cảm thấy rằng là cái sản phẩm sữa tắm này ưng ý hơn, còn cái chai xịt viêm năng lông này thì gần như nó không có công dụng quá nhiều ở trên da. Trong cả ba cái sản phẩm này thì cái sản phẩm mà mình recommend cho mọi người sử dụng đó chính là cái sản phẩm sữa tắm viêm năng lông này. Tuy nhiên công dụng của nó thì cũng không có quá nhiều. Bên cạnh đó thì mọi người có thể sử dụng cái sản phẩm thảo mộc nhau thay cừu tắm trắng này như một sản phẩm tẩy da chết ở trên da, chứ còn công dụng làm trắng da của nó thì mình cũng không cảm thấy rõ ràng. Và cuối cùng thì mình không recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm xịt thảo mộc viêm năng lông.